Những năm qua, Lào Cai luôn là một trong những tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đứng trong top đầu của cả nước. Lào Cai cũng trở thành điểm đến đầy triển vọng với môi trường đầu tư thông thoáng, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy thu hút đầu tư hạ tầng, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống cho người dân. Nhà máy chế biến quế hữu cơ tại xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn được xây dựng trên diện tích gần 29.000 m², với tổng vốn đầu tư hơn 45 tỷ đồng, giai đoạn 2021-2025. Nhà máy được lắp đặt dây chuyền công nghệ hiện đại, công suất chế biến 2.000 đến 3.000 tấn vỏ quế tươi một năm. Chúng tôi tiến hành một buổi lễ song song hai hoạt động. Một hoạt động là chúng tôi nhận được chấp thuận chủ trương đầu tư và một hoạt động cũng là chúng tôi tiến hành khởi công xây dựng nhà máy luôn. Nhà máy sản xuất may thêu xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn Babeni Việt Nam. Dù mới được chấp thuận đầu tư, nhưng với những thuận lợi được tỉnh và các ngành tạo ra, đơn vị nhanh chóng bắt tay vào thi công nhà xưởng. Phấn đấu trong tháng 3 này sẽ đưa nhà máy vào vận hành. Thành phố Lào Cai là một trong thành phố phát triển rất tốt, là trọng tâm của các cái tỉnh miền núi phía Bắc về phát triển kinh tế, có cửa khẩu rất nhộn nhịp, tấp nập, có cái mạng lưới giao thông thuận tiện, có cái hệ thống giao thông đồng bộ từ đường cao tốc đến đường sắt, rất tốt cho sự kết nối và vận tải hàng hóa. Thì đây cũng là một trong những yếu tố mà tôi đánh giá rằng là sẽ phù hợp với tất cả các doanh nghiệp nếu như đầu tư tại địa bàn của tỉnh Lào Cai. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo đúng lộ trình, tạo môi trường thông thoáng. Đây chính là sự hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư. Lào Cai nằm ở một vị trí có thể nói rằng rất thuận lợi về mặt kết nối kinh tế cũng như về mặt kết nối xã hội. Nhưng điều quan trọng nhất đối với chúng tôi để chúng tôi chọn lựa Lào Cai đó là tinh thần, thái độ và quan điểm của lãnh đạo tỉnh mời gọi rất chân thành cũng như là cái mong muốn rất mãnh liệt và đầy tâm huyết. Lào Cai hiện đã trở thành điểm đến triển vọng của nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Nếu huy động tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025 đạt trên 260.000 tỷ đồng như chỉ tiêu đề ra, đó sẽ là yếu tố giúp khơi thông các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, sớm hoàn thành mục tiêu đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng.